Chiều ngày 10 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức phiên chợ không đồng tại thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn. Đây là thôn có 56 hộ dân đang thực hiện cách ly y tế do có 6 trường hợp là người địa phương dương tính với SARS-CoV-2. Phiên chợ được tài trợ kinh phí từ các cá nhân và nguồn đóng góp rau củ quả của hội viên cựu chiến binh 11 xã. Bình quân mỗi hộ được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 10 kg gạo, một hộp khẩu trang, nước sát khuẩn, súc miệng và các nhu yếu phẩm khác. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm kịp thời của cộng đồng xã hội đối với người dân trong diện cách ly vì dịch bệnh, không để một ai bị bỏ lại phía sau. Đối với cựu chiến binh Hòa Vang, xin kêu gọi các hội chiến binh tham gia đóng góp rau củ quả, những rau của mình sản xuất được để đóng góp cho những khu cách ly. Về phía địa phương thì cũng cung cấp đầy đủ thực phẩm, cũng chở là một tổ mua thức ăn, lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân ở đây. Khi có nhu cầu thiếu thì chúng tôi đều bổ sung kịp thời.